Tập 24. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao dùng linh lực cứu ta? Đứng lại đó, diệt linh tiễn. Mộ Tư. Công chúa, cô nhận nhầm người rồi. Vậy ngươi có dám để mặt thật gặp người không? Cô và ta không phải là người cùng đường, không cần gặp nhau đâu. Vậy tại sao ngươi lại mang theo diệt linh tiễn? Là vì sao mà đột nhập Bắc Viễn Sơn Trang? Có phải nhắm vào Hút Phượng? Ngươi có biết hậu quả của việc khiến huynh ấy thần nguyên bị diệt không? Mộ Từ, ta biết là huynh mà. Chiêu thức vừa nãy của huynh giống y chang lúc trước. Công chúa vẫn là chăm sóc tốt cho bản thân đi. Mộ Từ, Mộ Từ à, huynh ra đây. Mộ Từ, huynh ra đây cho ta. Huynh ra đây gặp ta một lần đi. Sao huynh phải giả vờ không quen ta chứ? Sao lại như vậy? Sao lại? Quỳnh trả ký ức lại cho ta. Mộ Từ, trả cho ta. Kêu ta đến đây làm gì? Huynh tặng ta phần quà khiến ta thích như vậy, ta đương nhiên cũng nên đáp lễ chứ. Huynh xem. Tim. Bây giờ ta tặng tim cho huynh. Huynh phải giữ gìn cẩn thận đó. Được. Ta hứa với muội, ta sẽ đeo nó vào nơi gần tim ta nhất, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, có được không? Xin lỗi, ta đã nuốt lời. Dương thượng hôm nay lại có chỗ nào không khỏe? Tức ngực, hụt hơi. Xem mạch tượng này, khí tức bình ổn lắm mà. Có chẩn ra được gì không? Nếu Dương thượng tức ngực hụt hơi, thần có thể thêm một thuốc nhuận bổ cho Dương thượng, bổ tim bổ phổi, đảm bảo sau khi Dương thượng dùng xong sẽ có thể hít thở thuận lợi. Bổn Dương hôm nay không những tức ngực hụt hơi mà còn đau đầu dữ dội. Sao lại làm khó ta nữa rồi?
Mạch tượng này không có vấn đề mà. Có chẩn ra được cái gì không? Vương thượng mấy hôm liền lao tâm quốc sự, ưu lo quá độ. Vậy đi, ta sẽ kê một đơn an thần cho Vương thượng, đảm bảo có thể làm giảm chứng đau đầu của Vương thượng đó. Hôm nay bổn vương không những tức ngực, hụt hơi, đau đầu dữ dội, còn ăn không biết mùi vị, ngủ không yên giấc nữa. Tại sao ngày nào cũng ra đề khó cho mình vậy chứ? Mạch tượng này rõ ràng rất tốt mà. Có chẩn ra được gì không? Không biết là triệu chứng của Vương thượng bắt đầu từ bao giờ, đã như vậy được bao lâu rồi? Lúc không gặp nàng thì luôn như vậy đó. Gặp nàng rồi sẽ từ từ dịu lại thôi. Bổn vương nghe nói y thuật của thánh y tộc thiên hạ không có người cao minh hơn. Thân là thánh nữ của thánh y tộc, nàng vào phủ đã mấy hôm vẫn chưa chẩn ra bổn vương bị chứng gì sao? Cả ngày lấy mấy thứ thuốc vô dụng đó qua loa với bổn vương, nàng không cảm thấy mất mặt hay sao? Thứ thần ngu dốt, xin vương thượng cho thần thêm ít thời gian, thần nhất định sẽ trị khỏi căn bệnh cứng đầu này của vương thượng. Tạp Dương này chắc không phải mắc bệnh tương tư rồi đó chứ? Sao có thể chứ? Tạp Dương đến việc ta trông thế nào cũng chưa từng thấy qua. Nếu là bệnh tương tư, vậy thì cũng là tương tư người khác rồi đó. Đúng rồi, cô nói xem, Tạp Dương có phải vì nhung nhớ người khác mà mắc bệnh tương tư không? Ta nói cô học nghệ không tinh mà. Ta hỏi cô, có cuốn y thư nào nhắc đến bệnh tương tư hay không? Đi đi đi, mau đi tìm sách cho ta đi. Nếu không trị khỏi cho Tập Dương, chúng ta đều bị liên lụy đó. Biết rồi, mau đi đi. Chứng tương tư sao? Nghe nói mấy ngày này Vương thượng cứ đôi ba hôm lại triệu kiến thánh nữ của thánh y tộc gì đó vào tẩm thất ngồi rất là lâu. Trước kia Tuệ Hòa quận chúa đến, Vương thượng chỉ hai ba câu đã đuổi khéo công chúa đi rồi. Xem ra Vương thượng đối với thánh nữ này có chỗ bất đồng. Đúng thế đó, Vương thượng thật có lòng với thánh nữ đó. Ngươi xem trái cây tươi mới tiến cống ngày nào cũng đem tới chỗ của thánh nữ hết. Không phải Vương thượng và thánh nữ đó, đây là Bắc Quyển Sơn Trang đó. Có những chuyện không được nói lung tung. Đi thôi đi thôi. Thánh nữ, đây là Nam Bình Hầu bảo nô tỳ đem tới, mong thánh nữ có thể trả lời những câu hỏi này. Giờ này 5 ngày sau, nô tỳ sẽ tới lấy câu trả lời của thánh nữ. Nghĩ cái gì đó? Hương Hoạt à, là cô sao? Không nghĩ gì hết. Cảm mệt à? Cô xem mạch tượng của Tập Dương có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không? Nếu đã như thế, tại sao chúng ta không sớm quay về đi chứ? Dương thượng tuy không có gì nguy hiểm tới tính mạng hết, nhưng cơ thể không khỏe thì là sự thật. Chúng ta đã tới đây rồi, sao có thể vô công đi về được chứ? Nếu như chẩn đoán không ra bệnh trạng này, không phải là làm thánh y tộc chúng ta xấu hổ hay sao? Hơn nữa nếu như ngài ấy không điều dưỡng tốt, sớm muộn ta cũng phải bồi táng cùng ngài ấy thôi. Cô nói xem ta nói có đúng không? Người nói biểu ca thường triệu thánh nữ đó đến tẩm điện, hễ tới là lưu lại rất lâu. Người trong phủ đều nói Vương thượng đã phải lòng thánh nữ đó, rất là khác biệt đó. Biểu ca gần đây không được khỏe,
y nữ của thánh y tộc đứng nhất nhì thiên hạ. Thánh nữ đó chuyên tâm chữa trị cho biểu ca, thời gian ở lại chỗ huynh ấy lâu cũng không sao. Ngươi đừng có đồn đoán linh tinh theo bọn chúng. Dân. Đúng rồi, ngươi có biết tên tuổi thánh nữ đó không? Hình như tên là Cẩm Mịch. Cẩm Mịch. Xem ra khẩu vị của Dương Thượng hai ngày nay không tệ. Đúng thế, có điều việc này không được để Cẩm, không được để thánh nữ biết, nếu không vở kịch này vô ích rồi đó. Nhắc đến thánh nữ, cơm canh hai ngày nay sai người đem tới, cô ấy đều không động vào chút nào hết. Có phải không hợp khẩu vị không? Theo lời thị nữ của thánh nữ nói cô ấy bệnh rồi, lời triệu của Dương Thượng hôm nay e là cũng không tới được đâu. Sao không nói sớm chứ? Hôm đó gió to, bảo cô đừng ngồi trong sân vườn lâu như thế, cô cứ không nghe, giờ thì hay rồi. Nào, uống thuốc đi, cho mau khỏe lại đó. Y nữ thánh ly tộc Khương Hoạt ốm thế nào? Bẩm Tạp Dương, thánh nữ chỉ là bị nhiễm phong hàn, uống thuốc rồi nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe thôi, không có gì đáng ngại hết. Giờ đã hai ngày rồi, sao vẫn chưa thấy khỏe? Không phải đều là người thánh ly tộc hay sao? Chút bệnh giặc này cũng chữa không xong. Tạp Dương sao lại nổi giận như thế chứ? Lẽ nào là giận ta không đi xem bệnh cho hắn sao? Nhưng tinh thần của hắn hôm nay rất là tốt mà. Lui đi. Rõ. Dương Thượng à, thần không cần đâu. Ta cho phép nàng sau này không cần thỉnh an bản Dương nữa. Soái khí vô địch, ấm áp vô hạn. Tạp Dương hậu tương lai thật là có phúc. Ta tự làm được rồi. Bồ đào của bản Dương đều ngọt cả. Húc Phượng à, từ nhỏ tới lớn ta đều nhường đệ, nhưng mà Cẩm Mịch thì ta sẽ không có nhường đâu. Cẩm Mịch. Không biết thánh nữ này là thần thánh phương nào. Ngươi là ai? Thuộc hạ tham kiến Tuệ Hòa công chúa. Công chúa? Thuộc hạ tuân lệnh của thiên hậu, đến mở khóa ký ức tiên gia của công chúa. Cái gì mà ký ức tiên gia chứ? Rốt cuộc ngươi đang nói linh tinh cái gì đó? Đắc tội rồi. Ngươi, ngươi đừng lại đây, đừng lại đây. Ngươi có biết biểu ca của ta là ai không? Gan ngông cuồng, xem ta có giết ngươi không.
Đây có lẽ chính là diệt linh tiễn mà mẹ nuôi nói. Kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại khó đối phó đến như vậy? Khương Hoạt à, sao ngươi dậy sớm như vậy chứ? Dương thượng, bệnh phong hàn của thánh nữ đã khỏi chưa? Bản Dương vẫn đang đợi nàng trị bệnh cho ta đó. Thần đã khỏi hoàn toàn, phiền Dương thượng đã nhớ đến. Dương thượng à, dạo này người còn các triệu chứng không khỏe, như là tức ngực hụt hơi, đau muốn nứt đầu không? Hay là nàng lại khám cho bản Dương đi? Cười như gió xuân ấm áp thế này, xem ra hôm nay tâm trạng không tệ. Hôm qua lúc hắn đến, bước chân vững vàng, sắc mặt hồng hào, lúc này nhịp thở đều đặn, thần thái dồi dào, quả thật không hề suy nhược như là hắn nói. Thần ngu dốt. Mạch tượng của Dương thượng rất là ổn định, hữu lực. Trước kia ta nói tức ngực hụt hơi, đau muốn nứt đầu, ăn không ngon ngủ không yên, tuy có hơi quá một chút, nhưng mà những triệu chứng này quả thật từng xuất hiện trên người của ta. Nàng thân là thánh nữ của thánh y tộc, lại không biết là triệu chứng gì sao? Dương thượng à, thần, nàng kinh nghiệm không đủ, việc này không thể trách nàng. Bệnh của bản Dương trong y thư bình thường cũng không có ghi chép. Dương thượng à, theo thần thấy mạch tượng của người là bệnh tương tư. Nàng nhìn ra rồi sao? Dân, xem ra cô nương kia mới là thuốc tốt cho Dương thượng đó. Bổn Dương lại hỏi nàng, nàng mong muốn bản Dương bị bệnh hay là an khang? Dương thượng à, câu này của người là có ý gì chứ? Thần đương nhiên là mong Dương thượng sức khỏe an khang, vạn thọ vô cương. Nào, chè mẹ đen vừa xay đây, thơm nức. Khương Hoạt không biết Dương thượng giá đáo, thất lễ rồi. Khương Hoạt, cái tên này sao nghe quen tai vậy chứ? Thần kiến nghị Dương thượng có thể thử vị thuốc tên là Khương Hoạt. Khương Hoạt, đúng vậy đó. Thuốc này ngoại trừ có thể trị trúng gió, cảm, khử ẩm, còn có thể trị cho Dương thượng chứng dương. Còn có thể trị cho Dương thượng chứng thận hư. Đúng rồi,
Qua mấy ngày nữa là lễ thượng nguyên đăng. Ta muốn hỏi nàng thích loại hoa đăng nào? Phượng hoàng đăng đi. Mộ Tư, sao vậy? Chuyện gì vậy chứ? Chuyện gì? Công chúa, muội mau nhảy sang đây. Không hay rồi, đây là U Minh chi nộ. Công chúa, Mộ Tư, quán khí dòng xuyên tích tụ, thần ma đều sợ. Công chúa đi trước đi. Mộ Tư, huynh đừng gắng gượng nữa, huynh sẽ bị phản vệ đó. Mộ Tư, Mộ Tư, công chúa đi mau đi. Mộ Tư, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh không chịu nhận ta chứ? Từ lúc đến nơi này, ta thấy cô tâm sự trùng trùng, mặt mày u sầu. Sao vậy? Không có gì hết, có thể là không hợp thủy thổ thôi. Ta thấy Tập Dương tinh thần sảng khoái, có nhìn thế nào cũng không giống người bệnh. Chỉ bằng chúng ta về Thánh Y tộc đi. Sứ mệnh của cả Thánh Y tộc của chúng ta là giữ cho Tập Dương sức khỏe an khang. Hiện giờ tự Tập Dương còn chưa nói mình đã khỏe hoàn toàn, sao chúng ta có thể tự ý bỏ đi được chứ? Là không thể hay là không muốn? Ta là thánh nữ, tất nhiên phải do ta gánh vác rồi. Thánh nữ, cô nhớ thì tốt rồi. Hôm nay cô sao vậy? Không sao.
ta nên làm thế nào đây? Nha nha, Nam Bình Hầu, ta nên chọn ai đây? Phía thánh nữ có tin tức gì chưa? Khởi bẩm hầu gia, vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Xem ra cô ta không biết thủ đoạn của bản hầu rồi. Phải gây áp lực cho cô ta mới được. Ngươi là ai? Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Ta không sao. Đa tạ Nhuận Ngọc Tiên. Nguy hiểm quá. Nếu không có Nhuận Ngọc Tiên kịp thời hiện thân, cái mạng nhỏ của ta e là đã bỏ lại tại đây rồi đó. Nàng đắc tội với ai vậy? Ta, người mà ta tiếp xúc từ nhỏ tới lớn cũng không nhiều, càng đừng nói tới chuyện đắc tội với người khác. Liệu có phải là Nam Bình Hầu không? Nhưng trước mặt thì hắn gửi thư tới ép ta, đằng sau thì muốn giết ta diệt khẩu. Thật không hợp lẽ thường. Mũi tên đó rất kỳ lạ, tuyệt đối không phải vũ khí của người phàm. Xem ra... Đừng lo, chuyện này cứ giao cho ta đi. Dãy cá đẹp quá. Đây là dãy rồng. Dãy rồng sao? Tặng cho nàng đó. Nếu cảm mịch cô nương muốn tìm ta, chỉ cần dãy nó và độc long chú là được. Độc long chú sao? Tà Nhuận Ngọc Tiên. Thơm quá. Mùi hương này hình như hơi giống long diên hương. Có điều còn thơm hơn cả long diên hương. Rất nhẹ mà lại rất ngọt. Giống như mùi trên người của Nhuận Ngọc Tiên vậy đó. Không biết ta có thể dùng nó làm dẫn dược hay không. Chỉ có một cái dãy rồng thôi. Nếu làm thuốc thì đáng tiếc quá. Ta đùa thôi. Nhuận Ngọc Tiên tặng ta thứ đáng quý như vậy, tất nhiên ta phải cất giữ cẩn thận rồi. Từng có một vị tiên tử đồng ý sẽ cùng ta đi ngắm hoa quỳnh nở ban đêm, nhưng sau đó vì nhiều nguyên nhân mà vẫn chưa làm được. 10 ngày nữa hoa này sẽ lại nở. Không biết ta có thể mời cẩm mịch cô nương
cùng đi ngắm hoa với ta không? Vừa có ơn cứu mạng, vừa tặng ta dãy rồng, vừa mời ta đi ngắm hoa. Nhuận Ngọc Tiên có thịnh tình như vậy, làm Cẩm Mịch thật là khó xử. Nếu Cẩm Mịch cô nương có thể vui vẻ chấp nhận, Nhuận Ngọc đã rất hài lòng rồi. Chúng ta không thân không thích, sao ta có thể nhận không được chứ? Tuy trên người ta không có gì đáng giá, nhưng nếu Nhuận Ngọc Tiên có nguyện vọng gì, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vậy không biết cô nương có biết ủ rượu hay không? Ủ rượu sao? Ta có một vị cố nhân thường nói, ngắm hoa và uống rượu ngon là việc vui vẻ nhất trên thế gian này. Dễ thôi, cứ để cho ta lo đi. Xem ra vị cố hữu này của ngài cũng khá là thú vị đó. Hôm nay không thấy đại điện treo sao? Đêm dài không có ánh sáng, thật là vô vị quá. Đại điện hạ, mời tiên tử ngồi. Thiên giới rộng lớn, người biết Nhuận Ngọc vắng mặt cũng chỉ có tiên tử thôi. Tiên tử nửa đêm hạ phàm, sợ là không chỉ đơn giản là muốn đàm đạo với Nhuận Ngọc. Trước mặt đại điện hạ ta không dám giấu, lần này Cẩm Mịch tiên tử lịch kiếp, thiên đế bệ hạ hạ lệnh cấm chúng tiên gia không được can dự vào. Lần này điện hạ đã vượt quá giới hạn rồi đó. Phụ đế phái tiên tử chăm sóc Cẩm Mịch, nhưng vừa rồi khi Cẩm Mịch gặp nguy hiểm, chắc là tiên tử cũng đã nhìn thấy trong quan trần kính rồi, nhìn ra hung thủ tuyệt đối không phải người phàm. Không biết tội trông coi không chu đáo, tiên tử có gánh nổi trách nhiệm hay không? Vốn dĩ Nhuận Ngọc không dám làm trái mệnh lệnh của phụ đế, tiên tử cũng có cái khó của tiên tử, Nhuận Ngọc sẽ không truy cứu nữa. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vốn Nhuận Ngọc muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng có người lại cứ mưu đồ không dứt. Suy cho cùng, dù sao thì Cẩm Mịch cũng là vị hôn thê của bản thân. Nếu nàng ấy gặp phải chuyện gì bất trắc, thì cho dù bản thân tài lực nhỏ bé, cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù có náo đến tận Cửu Tiêu Vân Điện, Nhuận Ngọc cũng không chút sợ hãi. Điện hạ nặng lời rồi, không ai dám làm hại đến thiên phi của điện hạ hết. Huống hồ thiên đế đích thân hạ lệnh, duyên cơ tự nhiên sẽ tận tâm. Vậy thì mong tiên tử tốt nhất là làm được điều đó. Cuối cùng nhắc thêm tiên tử một câu, ngoại trừ danh phận vị hôn thê của bản thần ra, Cẩm Mịch còn là con gái của thủy thần và qua thần đời trước, đến thiên đế bệ hạ cũng phải đối xử đặc biệt với nàng ấy. Lần này lịch kiếp, nói thẳng ra chẳng qua là để phá cách tấn thăng Cẩm Mịch lên làm qua thần, ứng phó cho qua chuyện mà thôi. Nếu sau này qua thần thật sự gặp chuyện gì rắc rối, thiên đế nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Tiên tử cho rằng người cuối cùng phải gánh tội danh này sẽ là ai đây? Đến lúc đó lại có ai có thể đứng ra đảm bảo tiên tử trong sạch không lừa bịp đây? Tiên tử thông tuệ, con mắt nào nên nhắm, con mắt nào nên mở, chắc hẳn tiên tử sớm đã định liệu trước rồi. Trời không còn sớm nữa, tiên tử cứ tự nhiên. Ở ngay phía trước đây thôi. Cha ơi, quận chúa Dạng Phúc, Tuệ Nhi đến rồi sao? Tốt. Các ngươi lui xuống trước đi. Dân, cha. Con xem cha và cái tên phó tướng kia, ai có khí phách hơn chứ? Tất nhiên là cha rồi. Sao phó tướng có thể so được với cha chứ? Thế so với Dương Thượng thì sao? Khi còn trẻ, cha là đứng đầu hoài ngôn. Lúc đó biểu ca vẫn còn chưa ra đời,
Bất kể khi nào, trong lòng của Tuệ Hòa, cha luôn là người cha tốt nhất trên thế gian. Khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Con đó dẻo miệng lắm. Con thông tuệ hợp ý như vậy, sau này không biết tên tiểu tử nào có phúc cưới được con nữa chứ. E rằng cha sẽ hâm mộ ghen tị, hận chết mất thôi. Cha lại thế nữa rồi. Hoài Ngô rộng như vậy, liệu có ai có thể cam nguyện để con rửa tay nấu canh hay không? Cha, chẳng lẽ cha muốn đối kỵ với biểu ca sao? Câu nào cũng nhắc đến biểu ca, quả nhiên là con gái lớn không giữ được. Con đó, coi như là cha nuôi hộ Dương Thượng rồi. Cha nói gì vậy? Con gái không gả nữa còn không được sao? Hầu gia, đây là kim ti tuyết yến quận chúa đích thân nấu cho người. Nếu cha cảm thấy lòng con gái hướng về người ngoài, thì bát kim ti tuyết yến mà con gái tự tay nấu này, cha vẫn đừng uống nữa thì hơn. Con gái cha hiếu thuận lắm đó, ai cũng không được tranh với cha đâu. Cha chậm thôi, chậm thôi nào, lại quên cách dưỡng sinh rồi đó. Mùi vị thế nào? Ngon lắm. Đồ do con gái tỉ mỉ chuẩn bị sao có thể không ngon được chứ. Mỹ vị nhân gian không sao sánh nổi. Hôm qua đã nói là giờ thìn sẽ nghị sự, mà bây giờ đã là giờ sủ rồi. Trước nay Dương Thượng luôn đúng giờ, trừ phi thật sự như lời của phố phường đồn đãi, Dương Thượng mắc phải bệnh kính gì sao? Đó đều là những lời vô căn cứ. Không cần phải nghĩ nhiều đâu. Hầu gia, có phải khi đi săn ở núi La Gia, Dương Thượng đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không? Ta nghe nói có một đội phục binh Lương Quốc, phó tướng, ta, ngươi, thân là thần tử, chỉ cần cúc cung tận tụy trung thành với Dương là được rồi. Loạn bên ngoài hay loạn dưới đáy đều không được dội. Chúng ta không thể loạn được đâu. Mà mời thánh nữ của tập thánh ni đến. Dân, tần tướng quân, Dương Thượng thế nào rồi? Sức khỏe của Dương Thượng không tốt, mời hai vị đại nhân về cho. Tướng gia chạm đã, tránh ra. Dương Thượng, Dương Thượng à.